thử nghiệm tính năng quay của nó luôn. Đây mình dùng sẽ khác rồi. Mình sẽ bật sẵn quay luôn. Rồi, giờ mình sẽ thả xuống nước. 1, 2, 3. Nó cục nhặt. Coi chừng bác lộn cá lên nha. Thì ở đây các bạn có thể thấy là xài một cách vô tư luôn. Tiếp là đây nó lại không có cái con cá nào hết, cho nên mình không có quay được. Máy vẫn hoạt động bình thường. Chờ cái nữa nha. Gần nha. Alo. À, anh tới là thuyền hành với bạn hai chưa? Rồi xong. Thì các bạn